Bách Hóa 24 giờ giới thiệu với anh chị bộ lấy giấy tay 6 món chăm sóc đôi tay từ những điều nhỏ nhất. Anh chị không còn phải lo lắng về việc dùng chung dụng cụ giấy tay với người khác có thể bị lây nhiễm khuẩn, nhiễm bệnh. Sở hữu bộ sản phẩm tiện dụng này trong hôm nay với giá cực khủng. Shop đang áp dụng chương trình khuyến mãi lên tới 50% cho một bộ dụng cụ, cơ hội chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay đầu tiên thôi ạ. Anh chị gọi ngay 0981460639 để sở hữu sản phẩm tiện ích này nhé. Bộ giấy tay 6 món được làm bằng hợp kim không gỉ, chất lượng cao nên sử dụng an toàn và bền bỉ. Mua một lần xài cả đời. Thiết kế thông minh với cơ chế lò xo xoay 360 độ sẽ giúp anh chị lấy được giấy tích tụ bên trong sâu tay một cách êm ái mà các cây giấy tay bình thường không thể làm được. Anh chị rửa sạch bằng xà phòng và nước trước và sau khi sử dụng, chỉ cần khử trùng chúng bằng cồn tẩy rửa là được. Sản phẩm trang bị hộp đựng đẹp mắt, nhỏ gọn, có thể dễ dàng mang đi, cực kỳ tiện lợi. Duy nhất hôm nay, bên em gửi đến anh chị chương trình dùng thử giảm 50% cho 20 khách hàng đầu tiên chỉ còn 99.000 đồng. Mua càng nhiều giá càng giảm, tiết kiệm càng lớn. Anh chị gọi ngay hotline 0981460639 để được tư vấn miễn phí ngay hôm nay nhé.